Quý anh và cậu chị xin thân ái kính chào quý khán giả Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào quý anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Hùng Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triệu, thưa anh. Bản tin ngày hôm nay sẽ đến với quý vị, đó là bản tin Hoa Kỳ, được mở đầu với Quỳnh Anh. Mở đầu cho tin Hoa Kỳ, Tổng thống Biden sẽ đến thăm cảng Baltimore. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm cảng Baltimore trong ngày thứ Tư này để bàn thảo cách dự luật hạ tầng 1.000 tỷ đô la đã được Quốc hội thông qua hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ bằng cách nâng cấp cảng và củng cố chuỗi cung ứng như thế nào. Ông Biden hôm thứ Bảy gọi dự luật này là khoản đầu tư cả thế hệ mới có một lần. Hạ viện thông qua dự luật hôm thứ Sáu sau nhiều tháng tranh luận quyết liệt giữa các dân biểu đảng Dân Chủ. Dự luật hạ tầng sẽ cấp ngân sách để nâng cấp cầu đường, phi trường, hải cảng và hệ thống đường sắt, trong khi mở rộng dịch vụ Internet băng rộng. Ông Biden cho hay, dự luật sẽ tạo thêm việc làm khi hiện đại hóa cầu đường và đổi mới hệ thống vận chuyển. Sự chấp thuận dự luật tại Hạ viện bị trì hoãn do các dân biểu Dân Chủ cấp tiến và ôn hòa bất đồng về một dự luật lớn hơn của ông Biden cho chi tiêu xã hội và khí hậu. Ông Biden tiếp tục kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật Build Back Better 1.750 tỷ đô la. Dự luật hạ tầng được thông qua là tin vui cho ông Biden sau thất bại tranh cử của đảng Dân Chủ tuần trước và chỉ số tín nhiệm của ông bị giảm. Tổng thống nói rằng ông sẽ sớm ký dự luật trong buổi lễ chính thức, bao gồm những người đã đóng góp công sức cho nó, cả Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. California và Bay Area sẽ hưởng lợi lớn từ dự luật hạ tầng. California và Bay Area sẽ hưởng lợi lớn từ dự luật hạ tầng và các dự án giao thông như là cải thiện đường xá và sửa chữa cầu cống sẽ nhận được khoản tiền đáng kể. Ông Alfredo Pedroza, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Đô thị Bay Area thì cho biết dự luật 1.200 tỷ đô la được thông qua là một tin vui. Đây sẽ là cơ hội lớn cho khu vực Bay Area. Nó sẽ đổi mới các cộng đồng và quận hạt. Ông ấy rất phấn khởi về tương lai của khu vực. Ủy ban Giao thông Đô thị gần đây chấp thuận kế hoạch Bay Area 2050, trong đó phác thảo lộ trình của các dự án trị giá hơn 1.000 tỷ đô la để cải thiện nhà ở, kinh tế, giao thông và môi trường. Các chính quyền và cơ quan bắt đầu cạnh tranh số tiền này để chuyển kế hoạch thành dự án. Thống đốc Gavin Newsom cho hay là ngân sách từ dự luật trên sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng của tiểu bang và tạo việc làm. Văn phòng thống đốc dự báo là tiểu bang sẽ nhận 25.3 tỷ đô la cho chương trình đường bộ, 4.2 tỷ đô la cho việc sửa chữa và thay thế cầu cống trong 5 năm, 84 triệu đô la cho phòng chống cháy rừng trong vòng 5 năm, 3.5 tỷ đô la để mà cải thiện hạ tầng của nước cũng như bảo đảm nguồn nước uống sạch, an toàn, và ít nhất 100 triệu đô la để cải thiện Internet băng thông rộng trên khắp tiểu bang. Với mối đe dọa cháy rừng hàng năm và vấn đề mực nước biển dâng cao do khí hậu biến đổi, việc kiên cường trở nên thành từ ngữ quen thuộc của các nhà quy hoạch. Ông Pedroza cho biết rằng kiên cường có nghĩa là chuẩn bị tốt sau các đám cháy rừng, chuẩn bị cho hạn hán, chuẩn bị sẵn kế hoạch để mà ứng phó hiệu quả hơn. Los Angeles và Chicago thực hiện chương trình bảo đảm thu nhập căn bản lớn nhất Hoa Kỳ. Thưa quý vị, khi hàng triệu người tiếp tục đối diện với khó khăn tài chính vì dịch bệnh COVID-19, hai trong số những thành phố lớn nhất Hoa Kỳ đang cam kết hàng triệu đô la để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn. Los Angeles và Chicago thực hiện chương trình thử nghiệm bảo đảm thu nhập căn bản, trong đó cấp phát tiền hàng tháng cho người dân có thu nhập thấp trong một năm. Chương trình mang tên Big Leap của Los Angeles sẽ cấp 1.000 đô la một tháng cho 3.200 người, trong khi sáng kiến của Chicago sẽ phát 500 đô la một tháng cho 5.000 người. Người dân sẽ được chọn ngẫu nhiên. Hai chương trình sẽ thực hiện từ năm tới. Những chương trình này được xem là lớn nhất từ trước đến nay dựa trên động lực từ các sáng kiến nhỏ hơn như chương trình thử nghiệm 2 năm ở Stockton, California, với kết quả cho thấy việc làm toàn thời gian của người tham gia tăng lên, trong khi giảm lo lắng và trầm cảm.
Chương trình thu nhập căn bản cũng được thử nghiệm tại Phần Lan, Kenya, Brazil và nhiều quốc gia khác. Khoảng 40 thành phố khác ở Hoa Kỳ xem xét hoặc thực hiện những chương trình tương tự như Minneapolis, Denver, Newark, New Jersey, Pittsburgh, San Francisco, New Orleans và Compton, California. Hồi tháng 7, giám sát viên quận hạt Los Angeles chấp thuận chương trình thử nghiệm 3 năm cho người dân từ 18 đến 24 tuổi, trong khi California cũng cân nhắc thực hiện chương trình toàn tiểu bang. Những chương trình trước đó đều mang lại kết quả tích cực, nhưng các nhà kinh tế đặt câu hỏi liệu chương trình tương tự trên quy mô lớn có mang lại cùng kết quả hay không. Bà Stacia West, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo đảm Thu nhập thuộc Đại học Pennsylvania cho hay, chương trình tính thuế con cái cũng như các gói kích thích đều có một số lỗ hổng và một số người bị loại ra khỏi chương trình như thế này. Bà cho rằng phương hướng này sẽ không hiệu quả. Hoa Kỳ đón làn sóng hành khách quốc tế đã chích ngừa COVID-19. Hoa Kỳ dự báo làn sóng hành khách quốc tế đi qua biên giới bằng đường hàng không và đường bộ từ thứ Hai, tức là hôm nay, sau khi bỏ các quy định đi lại đối với phần lớn hành khách trên thế giới, vốn được áp dụng từ đầu năm 2020 để ngăn chặn COVID-19 lây lan. United Airlines dự báo tổng số lượng hành khách quốc tế nhập cảnh tăng vào khoảng 50% so với thứ Hai tuần trước, khi mà hãng có khoảng 20.000 hành khách. Giám đốc điều hành Ed Bastian của Delta Airlines đưa ra cảnh báo là hành khách chuẩn bị cho khả năng phải xếp hàng dài. Delta cho hay là trong 6 tuần kể từ khi Hoa Kỳ công bố mở cửa trở lại, thì số hành khách đặt chỗ tại các điểm bán vé quốc tế đã tăng 450% so với 6 tuần trước công bố. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Kevin Munoz cho biết do nhu cầu cao khi mà Hoa Kỳ bỏ các quy định đi lại kể từ ngày thứ Hai, chính quyền cũng thực hiện các biện pháp khác để mà cung cấp nguồn lực bổ sung. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tổ chức nhiều cuộc họp với các hãng hàng không để mà chuẩn bị cho làn sóng hành khách bắt đầu đổ đến các phi trường ở Hoa Kỳ và cảnh báo hành khách từ Canada và Mexico sang Hoa Kỳ bằng đường bộ hoặc là đường phà có phải chờ đợi lâu hơn từ ngày thứ Hai. Quy định trước đây cấm nhập cảnh đối với đa số hành khách không phải công dân Hoa Kỳ. Những người mà 14 ngày trước đó đã đến 33 quốc gia, bao gồm 26 nước trong khối Schengen ở Âu Châu, Hoa Lục, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Brazil, Anh Quốc và Ireland. Hiệp hội Lữ hành của Hoa Kỳ thì cho biết những quốc gia này chiếm đến 53% tổng số hành khách ngoại quốc đến Hoa Kỳ vào năm 2019. Và các cộng đồng biên giới đã bị ảnh hưởng nặng vì mất du khách từ Mexico và Canada. Hiệp hội ước tính là khách quốc tế giảm đã dẫn đến việc thất thu gần 300 tỷ đô la kể từ tháng 3 năm 2020. Tòa phúc thẩm liên bang chẳng quy định chích ngừa dành cho các doanh nghiệp lớn. Một tòa phúc thẩm liên bang ra lệnh hoãn thực hiện quy định của chính quyền Tổng thống Biden bắt buộc nhân viên tại các công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải chích ngừa COVID-19 hoặc xét nghiệm hàng tuần, với lý do quy định này có những vấn đề nghiêm trọng theo luật định. Phán quyết từ tòa phúc thẩm số 5 được đưa ra sau khi nhiều tiểu bang Cộng hòa nộp đơn kiện quy định mới, chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1. Cố vấn lao động Sima Nanda cho hay, Bộ Lao động tin tưởng Bộ có thẩm quyền pháp lý khi ban hành quy định này. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OSHA sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm thi hành. Bà nói rằng đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho OSHA quyền hành động nhanh trong trường hợp khẩn cấp khi cơ quan xác định công nhân gặp nguy hiểm và cần có tiêu chuẩn mới để bảo vệ họ. Bộ Lao động chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ tiêu chuẩn này trước tòa án. Bình quân khoảng 1.100 người Hoa Kỳ tử vong hàng ngày vì COVID-19, đa số là người chưa chích ngừa. Khoảng 750.000 người ở Hoa Kỳ tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Phán quyết được đưa ra 2 ngày sau khi chính quyền Biden công bố quy định mới. Ngay lập tức, các thống đốc Cộng hòa và những người khác tuyên bố sẽ kiện với lý do chính quyền vượt quá thẩm quyền. Theo giới chức, quy định chích ngừa dành cho khu vực tư nhân được thực hiện theo quyền khẩn cấp của OSHA về an toàn nơi làm việc.
Quy định này áp dụng cho 84.2 triệu nhân viên tại 1.9 triệu doanh nghiệp tư nhân. Các quy định vaccine khác nhau của chính phủ áp dụng cho 100 triệu nhân viên, tương đương với 2/3 lực lượng lao động tại Hoa Kỳ. Nhà chức trách mở nhiều cuộc điều tra về vụ dẫm đạp chết người tại lễ hội rap ở tại Houston. Ít nhất là có hai cuộc điều tra đang diễn ra về vụ dẫm đạp chết người trong lễ hội âm nhạc Astroworld của ngôi sao nhạc rap Travis Scott, làm ít nhất là 8 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở tại Houston. Hai trong số các nạn nhân là thiếu niên 14 và 16 tuổi, đã bị đám đông xô đẩy khi mà Scott tiếp tục biểu diễn, hoàn thành tiết mục của anh mặc dù phát hiện người hâm mộ đang được sơ cứu. Sau đó thì Scott thừa nhận là anh ta không biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cảnh sát trưởng là Troy Finer của thành phố Houston cho hay là sở cảnh sát mở cuộc điều tra hình sự theo sau thông tin có một người trong đám đông khán giả đã chích ma túy vào người khác. Ông Finer cho hay là có một bảo vệ cảm thấy đau nhói ở nơi cổ, sau đó bất tỉnh và được cứu sống sau khi được chích Narcan, là một loại thuốc dùng để mà chữa trị người dùng quá liều opioid. Lãnh đạo sở cứu hỏa là Samuel Pena cũng cho hay nhiều người khác cũng được cứu chữa bằng Narcan. Thẩm phán là Lina Hidalgo của quận hạt Harris đã mở cuộc điều tra độc lập và khách quan về lễ hội nhạc rap với khoảng 50.000 người tham dự. Bà cho biết có lẽ kế hoạch chưa đầy đủ, có thể kế hoạch tốt nhưng không được tuân thủ. Gia đình của những người bị ảnh hưởng cần biết câu trả lời. Các nạn nhân bị tử vong gần sân khấu khi mà đám đông nhào lên phía trước, với một số bị lên cơn đau tim và những người khác thì bị chấn thương. Những người thiệt mạng nằm trong độ tuổi từ 14 cho đến 27 tuổi. Báo Houston Chronicle đã xác định là nạn nhân nhỏ tuổi nhất đó là John Hilgert, là học sinh trung học. Một nạn nhân khác tên là Dennis Beck, 27 tuổi, người tử vong trong lúc bảo vệ hôn thê của anh khỏi bị đám đông xô đẩy. Ngày thứ nhì của lễ hội đã bị hủy bỏ. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của HVTV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.